Văn Hậu sát cánh cùng bạn gái Doãn Hải My trong ngày đặc biệt. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu mới đây đã đến dự buổi lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp tại Đại học Luật Hà Nội của bạn gái Doãn Hải My. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu cùng gia đình bạn gái Doãn Hải My đã có mặt tại buổi lễ bảo vệ khóa luận tại Đại học Luật Hà Nội hôm ngày 26 tháng 4. Sự góp mặt của chân sút người Thái Bình đã tăng thêm sự tự tin cho bạn gái Hải My. Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 2001 đã đăng tải loạt hình ảnh khoe thành tích bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp với số điểm tuyệt đối. Cùng với đó, Hải My cũng gửi lời cảm ơn đến Văn Hậu vì đã dậy sớm và không ngại đường xa để có mặt cùng cô trong ngày đặc biệt. Doãn Hải My cũng tiết lộ, quá trình hoàn thành khóa luận cũng có sự góp sức lớn đến từ Văn Hậu. Chàng cầu thủ sinh năm 1999 luôn động viên, chăm sóc và đồng hành cùng cô trong suốt quá trình thực hiện. Cảm ơn anh yêu của em Đoàn Văn Hậu không chỉ ở bên động viên mà nay còn dậy sớm đi xa để đồng hành cùng em trong ngày quan trọng này, Hải My viết. Trước đó, cặp đôi đã cùng nhau đi du lịch để xả hơi trước lễ bảo vệ tốt nghiệp và mừng sinh nhật tuổi 24 của Văn Hậu. Cả hai đã kỳ nghỉ lãng mạn khi ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp và hạnh phúc bên nhau. Dù đã hẹn hò trước đó khá lâu, xong đến tháng 8 năm 2022, cặp đôi này mới chính thức công khai và thoải mái trong việc đăng tải hình ảnh tình cảm.